Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay á, quay lại đây làm cái clip này á, cho muốn chia sẻ với mọi người lý do vì sao mà chúng ta nên sở hữu mặt nạ Miom Lab và cái sự khác biệt của Miom Lab đối với lại những cái mặt nạ trên thị trường. Đầu tiên á, các bạn biết đó, da của các chị Hàn Quốc hoặc là các mẹ các cô Hàn Quốc rất là đẹp đúng không ạ? Những bạn trẻ thì mình không nói, còn những người lớn á, da của họ nhìn vẫn rất là trắng, lỗ chân lông rất là khít và rất là căng bóng đúng không mọi người? Vì họ đã có thói quen dưỡng da từ rất là sớm. Và đặc biệt đó, đợt đó đó thì cháu có đi Hàn Quốc thì có hỏi là một cái bạn tiếp tân ở dưới khách sạn đó các bạn, là tại sao mà da của bạn lại đẹp như vậy, thì bạn đã trả lời cháu là vì tụi tao ở bên đây rất là siêng đắp mát, thực sự ngày nào họ cũng đắp mát các bạn, rất là siêng đắp mát luôn. Nên tại sao mà các bạn hiểu là thị trường Hàn Quốc mình á, đúng không ạ? Thị trường Hàn Quốc rất là nhiều mẫu mặt nạ, họ rất là nhiều mẫu và thiết kế rất là đa dạng phong phú để phục vụ cái nhu cầu đắp mát thường xuyên của người dân Hàn Quốc là như vậy. Và ngày hôm nay em Châu chia sẻ tại sao, lý do tại sao mà mặt nạ Miom Lab khác biệt với công nghệ BioCell các bạn nhé. Đây, em Châu sẽ xé cái mặt nạ ra cho mọi người xem luôn. Thường á, mọi người để ý á, khi mà các bạn đắp mặt nạ giấy, mặt nạ thường, thì khi mà các bạn đổ hết serum lên da mặt trước đúng không ạ? Rồi các bạn đắp cái mặt nạ lên thì các bạn nằm xuống, vì nếu mà là mặt nạ giấy thì nó sẽ dễ bị tuột, dễ bị rớt. Và nước các bạn, nước của cái serum á các bạn, nó sẽ không có nằm ở trong da luôn, mà nó sẽ chảy lỏng tẩm ở hai bên cổ. Và khi mình nằm xuống thì nó sẽ ướt hết tóc của mình, mỗi lần mà mình đắp mặt nạ xong rất là bết, rất là khó chịu đúng không ạ? Nhưng không nha, đối với lại công nghệ BioCell của Hàn Quốc á, thì các bạn phải hiểu như thế này nè. Đây, mình mở ra. Bề mặt nạ của mình nó sẽ có 3 lớp. Đầu tiên là cái lớp bằng giấy như thế này, lớp bằng nhựa. Tiếp theo là tới lớp lưới để định vị cái mặt nạ, bởi vì cái mặt nạ này nó rất là mỏng các bạn. Và tại sao nó khác biệt là như thế này? Đây, nó là cái lớp trong đây nè các bạn, mình lột hai cái miếng lớp này ra. Các bạn nhìn thấy nha. Đây là cái miếng mặt nạ bên châu, và tại sao nó vô cùng đắt đỏ và khá là tốt, rất là hiệu quả. Chỉ cần sau một lần đắp là các bạn thấy hiệu quả là như thế này. Cái da mặt nạ này nó rất là mỏng, các bạn thấy không ạ? Nó giống như là lớp da người thứ hai của chúng ta vậy đó. Nó rất là phù hợp với lại da chúng ta. Nó xuất xứ như thế nào? Đầu tiên á, là cái mặt nạ này nè các bạn, họ sẽ lên men nước dừa tươi của Việt Nam mình đó. Họ sẽ lấy về, họ nấu lên cho nó diệt khuẩn, sau đó họ sẽ cho enzyme vào và lên men. Chúng ta biết cái miếng thạch dừa của chúng ta hay ăn đúng không ạ? Miếng thạch dừa mà người ta cắt nhỏ đó, thì cái này nó cũng là thạch dừa đó các bạn. Một miếng để mà làm một cái mặt nạ như vậy, nó sẽ là miếng nguyên bản đó nha, là một miếng thạch dừa to, nặng 300g các bạn nhé. Sau đó nó sẽ qua rất là nhiều lớp ép nước ra, tách nước ra, ép tách rồi rửa cho nó sạch đúng không? Rồi bắt đầu nó sẽ được một cái lớp mỏng như cái này, các bạn thấy không? Khi mà cái lớp mỏng này nó khô đi á, các nước á, gọi là cellulo. Cái thành phần cellulo này trong nước dừa á, nó rất là nhỏ các bạn nhé. Cái lỗ chân lông của chúng ta á, các bạn thấy nè, khoa học chứng minh rồi nha các bạn, nó là 10 nanomet, tính bằng nanomet. Thì cái kích thước của cái cellulo này á, nó chỉ có 1 nanomet thôi. Các bạn hiểu, nó chỉ có 1 nanomet thôi. Mà cái khả năng ngập nước của cái cellulo này rất lớn đúng không ạ? Vì ngay cái ban đầu là nó đã là 300g, người ta tách ép ra thì nó mới còn mỏng như vậy. Cho nên cái khả năng hút nước của cái em mặt nạ này nó rất là lớn, nó nằm ở trong đây hết các bạn nhé. Khi mà người ta ép ra một cái miếng mỏng, thật mỏng rồi, hết nước rồi, thì họ sẽ bắt đầu vào công nghệ đóng gói, đổ serum vào và đóng gói. Thì cái miếng này nó căn bản nó ngập rất là nhiều serum, và phân tử của nó chỉ có 1 nanomet thôi. Nó sẽ có nghĩa là gì? Tất cả các serum nó ngậm ở trong đó, và các nước mà các bạn bỏ lên mặt đó, nó sẽ đẩy hết vô, nó hít vô da mà, nó sát vô da luôn, đắp sát rạt vô da luôn, nó hít vô da. Cho nên nó sẽ đẩy tất cả các serum vào trong cái lỗ chân lông của chúng ta các bạn. Tại sao á, các bạn thấy á, thị trường mỹ phẩm á, Lancôme là họ bán giá rất là cao đúng không? Và xài rất là hiệu quả. Thì chính vì cái phân tử của Lancôme á các bạn, nó rất là nhỏ, nó có thể chui vô da được, nó có thể hiệu quả cao hơn. Đó, thì cái mặt nạ của chúng ta nó là như vậy đó các bạn. Phân tử của nó rất là nhỏ để mà nó có thể đẩy được serum. Rồi mặt nạ nó hít vào da, nó có tác dụng là bớt hết serum vào da luôn.
Cho nên khi mà các bạn chỉ sử dụng cần một miếng thôi, ra thôi, 20 phút sau, 15-20 phút sau là thấy làn da của mình đã thay đổi đi rất là nhiều. Là như vậy, nó khác với mặt nạ giấy thông thường. Hoặc là tất cả các mặt nạ mà các bạn thấy ở trên thị trường, nó khác hoàn toàn. Vì nó không có khả năng đẩy serum và cái phân tử của nó không có nhỏ. Nếu mà nó có tác dụng hít cho da mà cái phân tử của nó không có nhỏ thì cái da của các bạn á, nó cũng sẽ không hấp thụ được hết serum. Tại sao mà các bạn thấy á, các bạn sử dụng Myung Lab á, các bạn đổ hết serum ở trong cái gói Myung Lab này lên mặt trước đúng không ạ? Rồi các bạn mới đắp miếng mặt nạ lên, mà tại sao serum nó không chảy ra? Nó không chảy ra đúng không ạ? Nó không chảy ra. Và cái này là cái da sinh học này là cellulo, nó không có khả năng bốc hơi nước. Cho nên tất cả các serum ở trong da mặt của các bạn nó sẽ nằm trong da luôn. Nó sẽ không có bị bay ra ngoài. Không bị bay ra ngoài các bạn nhé. Đó là lý do các bạn nên sở hữu cái mặt nạ này. Và khi mà các bạn á thấy được cái công nghệ làm cái mặt nạ này rất là vất vả. Thay vì các bạn sử dụng mặt nạ giấy á, thì giấy nó sẽ có tất có chất tẩy giấy cho trắng lên nè, rồi chất bảo quản giấy. Thì các bạn đắp á, nó không có phù hợp với da, nó dễ, rất là dễ bị kích ứng. Còn riêng đối với lại cái lên men từ dừa, từ cellulo này á, công nghệ BioCell này á, thì nó rất là phù hợp với da. Đối với lại cái mặt nạ này á, các bạn khi mà người ta mới phát minh ra đó, là nó được sử dụng trong các bệnh viện bỏng lớn nổi tiếng ở Hàn Quốc nè, với lại trong những cái spa lớn thôi. Và xuất đi qua bên Pháp là một miếng như vậy là 515 euro đó các bạn, tương đương với lại 400 mấy và 500 ngàn một miếng như thế này. Và ở trong các bệnh viện bỏng á, các bạn biết đó là cái da mặt nạ này á, giờ vô nó như da người vậy đó. Khi mà các vết bỏng mà người ta bỏng á, người ta đắp lên như thế này nè, nó rất là mát da và nó phù hợp, nó được chứng minh rất là phù hợp với da Việt Nam, da người nha các bạn. Thì khi mà nó đắp lên da vậy nó mát và nó không có nó tệp cho da luôn như vậy, thì cái người mà bị bỏng họ cảm thấy rất là thoải mái. Cái não của họ sẽ tiếp nhận cái miếng da này vì nó phù hợp các bạn. Nếu mà các bạn bị bỏng, các bạn đắp một miếng giấy hay là một miếng bông gạc đó, thì cái cơ thể chúng ta nó phản ứng lại đúng không ạ? Nó cảm thấy rất là khó chịu và bức bối. Thì riêng đối với lại cái mặt nạ này á, họ sử dụng trong cái công nghệ bỏng của Hàn Quốc rất là đắt đỏ. Thực sự một miếng như vậy mà một làm ra cho một người đắp á các bạn, rất là to. Đợt đó mình có xem tài liệu của bên Hàn Quốc, mình cảm thấy rất là đáng giá, rất là đáng giá các bạn nhé. Thì nói nhiều, quảng cáo nhiều sẽ không bằng cái việc mà các bạn sẽ thử một lần xem nó như thế nào. Và tin Châu đi, tin chắc là khi mà các bạn sử dụng mặt nạ này rồi á, các bạn sẽ rất là hài lòng bởi vì cái công nghệ BioCell này. Và các bạn biết đó, là anh Châu á, hồi trước thì chỉ có đắp có một ngày một miếng thôi, mà bây giờ đắp càng ngày càng đẹp, càng thích quá. Các bạn biết nè, cái da của em Châu ngày hôm nay nè, rất là căng bóng, rất là thích luôn á. Mà nhiều khi á, đi ra ngoài đường người ta tưởng da mặt mình nhờn không, giờ vô khô rất khô rang, rất là đẹp. Nói chung là rất là thích. Các bạn có thể nhìn làn da nè, căng bóng mọi góc luôn, thấy thích không ạ? Thì đối với chị em phụ nữ mình, khi mà mình tự tin với lại làn da của mình, tự tin với bản thân mình, thì mọi điều nó sẽ tốt đẹp hơn đúng không ạ? Chúc mọi người có một làn da như ý nha. Và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Myung Lab, ủng hộ Lanyview mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.